bạn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nha. Đang là tuyển trẻ của Lâm Đồng, cùng Vân Anh là tuyển trẻ của Bắc Giang. Lâm Đồng. Vâng ạ. Năm rồi.
17 anh ơi. Khó chịu thật anh ra ạ. Bên kia là đôi Vân Anh và Hoàng của Bắc Giang nhá. Mai Anh có số có má ở đôi nam nữ của cầu lông Việt Nam.
3. Nước xanh đánh hay lắm anh ạ. Nữ áo xanh không chịu lên lưới luôn.
Anh Tuấn Anh được á, nhá anh Đức nhá. Anh Tuấn Anh vào chung kết rồi. Hai em áo xanh thì chỉ mới 15 tuổi thôi. Tuấn Đức Hồng Nam chia nhau ra để đánh ra nam nữ nha bạn nhá. Chiều 2 giờ đánh chung kết nhá, mình sẽ live 2 trận chung kết. Trận chung kết được đánh giá là rất hay. Đôi vào chung kết đôi nam là đôi Tú với Huy của Lotus gặp là anh Công Hải và anh Tuấn Anh của Bắc Ninh. Anh cười nhỉ. Vừa rồi Bắc Ninh thắng nha bạn nhá. Giải không cấm vận động viên. Giải đấu có giải thưởng, giải nhất là 50 triệu đồng, giải nhì 20 triệu và giải ba là 5 triệu. Đôi xanh hiện tại là hai em ấy chỉ mới 15 tuổi thôi, chưa phát triển hết. Thuộc về Hồng Nam và Mai Anh sẽ vào chung kết chiều nay.